Battery Baker là con út và là người con gái duy nhất trong gia đình có 5 anh em. Họ đã có truyền thống phục vụ hơn 100 năm trong quân đội. Chính vì vậy, khi thấy những người anh của mình lần lượt gia nhập quân đội Mỹ và cống hiến hết khả năng của mình ở đó, Battery đã quyết định tiếp bước những người anh của mình. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đã tình nguyện tham gia trường sư đoàn không quân trước khi vượt qua bài đánh giá khả năng một cách xuất sắc. Trong khi tham gia một nhiệm vụ bí mật cùng với hai người đồng đội của mình, trong đó có Ruin, một nhân vật đặc biệt mà bạn sẽ nhận được khi đạt cấp độ bậc thầy 2 trong chế độ sinh tồn, Battery cùng những người đồng đội của mình đã thất bại hoàn toàn. Bản thân cô bị thương rất nặng khi bị mất cả hai cánh tay. Tuy nhiên, nhờ sự trợ giúp từ tỷ phú Savannah Mason cùng tài năng của trung sĩ y tế Zarab Bali, Battery đã được cứu sống. Hai cánh tay bị mất cũng được thay thế bằng hai cánh tay người máy. Sau khi trở lại chiến trường, mang trên người bộ giáp hạng nặng kết hợp với sức mạnh từ hai cánh tay người máy, Battery trở thành một chiến binh vô cùng mạnh mẽ trong các chiến dịch sau đó. Với vũ khí quen thuộc là một khẩu súng phóng lựu War Machine kèm với hàng loạt chùm lựu đạn nổ, Battery thực sự là một cơn ác mộng với những kẻ địch khi cô có thể dễ dàng quét sạch căn cứ của chúng một cách nhanh chóng. Trong Call of Duty Mobile Việt Nam, từ ngày 27 tháng 4, bạn sẽ có cơ hội sở hữu skin Battery Torque khi tham gia mở rương giới hạn nhân vật, kèm với đó là rất nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.